Tin giáo phận Phú Cường Thông báo thư rao phong chức phó tế Ngày 20 tháng 4 năm 2021 Văn phòng Tòa giám mục Phú Cường Thông báo thư rao phong chức phó tế Chức phó tế là chức thánh Và các thầy được tuyển chọn giữa muôn người Để phục vụ cho sự thánh thiện của dân chúa Nên xin anh chị em cầu nguyện cách đặc biệt cho các tiếng chức Xin mời cộng đoàn cùng nghe thư thông báo. Tòa Giám mục Phú Cường ngày 20 tháng 4 năm 2021 kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn giáo dân giáo phận Phú Cường. Anh chị em thân mến, tôi vui mừng báo cho anh chị em giáo phận chúng ta có 7 thầy dự kiến sẽ được tiến chức phó tế. Một, thầy phê Rô Nguyễn Văn Đương đang phục vụ tại giáo xứ Vinh Sơn, giáo hạt Tây Ninh. 2. thầy du xe Trần Ngọc Hiệp đang phục vụ tại giáo xứ Tân Nghĩa, giáo hạt Tây Ninh. Ba, thầy du xe Phạm Đình Khương đang phục vụ tại giáo xứ Kiên Long, giáo hạt Tây Ninh. 4. Thầy Du Xe Đậu Vương Quyền đang phục vụ tại giáo xứ Bắc Hà, giáo hạt Củ Chi. 5. Thầy Francisco Xavier Nguyễn Ngọc Tho đang phục vụ tại giáo sứ Lái Thiêu, giáo hạt Phú Cường. 6. Thầy Ferro Nguyễn Doãn Tú đang phục vụ tại giáo xứ Hội Nghĩa, giáo hạt Lạc An. 7. Thầy Du Xe Nguyễn Văn Tuần đang phục vụ tại giáo xứ Mỹ Vân, giáo hạt Lạc An. Kết thư Đức cha xin Chúa Giêsu phục sinh chúc lành và gìn giữ anh chị em trong ân sủng của Ngài. Và Ngài cũng xin anh chị em cũng thêm lời cầu nguyện cho Ngài và các tiến chức của chúng ta.